Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lấy hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm COVID-19. Hơn 300 nhân lực từ Hải Dương hối hả đến Thành phố Hồ Chí Minh góp sức chống dịch. Chiến sĩ công an quận Tân Phú mắc COVID-19 nặng đã hồi phục, xét nghiệm âm tính lần 1. Mạng xã hội lan truyền đoạn clip người phụ nữ vùng vẫy để ra khỏi vùng phong tỏa. Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở rừng cây, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh, nói chán nản, bế tắc. Ít nhất 233 người chết vì nắng nóng ở Canada, nhiệt độ kỷ lục lên đến 46,6 độ C. Và sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 1 tháng 7. Trước tiên là ghi nhận về tình hình dịch COVID-19 vẫn cam go ở nhiều địa phương, trong đó số ca nhiễm tiếp tục tăng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Trưa ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 260 ca COVID-19, còn trong sáng cùng ngày đã ghi nhận thêm 189 ca mắc COVID-19 mới. Đáng chú ý, hai điểm nóng về dịch của thời gian qua là Bắc Ninh và Bắc Giang đã có tín hiệu tích cực. Lãnh đạo hai tỉnh này cho biết dự kiến từ ngày 10 tháng 7, hai tỉnh sẽ quay lại trạng thái bình thường mới. Trong khi đó, theo số liệu Bộ Y tế công bố sáng nay 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh có 158 ca nhiễm mới. Đến trưa tiếp tục công bố 154 ca nữa. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên ngày 1 tháng 7 ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với 46 ca, Bình Dương thêm 48 ca. Tiền Giang phong tỏa cảng cá sau khi có 4 trường hợp dương tính, trong khi An Giang thêm 11 ca. Một thống kê đáng quan tâm, tính đến ngày 30 tháng 6 đã ghi nhận 12 ca bệnh COVID-19 là lái xe, phụ xe đường dài, từ đó dẫn đến 7 chuỗi ca bệnh tại nhiều tỉnh thành. Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh thành phòng chống lây nhiễm cho người lái xe, hành khách. Bộ Y tế cho biết, 7 chuỗi lây nhiễm kể trên có 12 bệnh nhân COVID-19 và 240 người tiếp xúc xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Từ 12 bệnh nhân và những người tiếp xúc này, chuỗi ca bệnh tại Thái Bình, Hải Phòng có thêm 16 ca bệnh, chuỗi ca bệnh tại Đà Nẵng ghi nhận 82 bệnh nhân, chuỗi ca bệnh Khánh Hòa, Phú Yên có 81 ca bệnh, chuỗi ca bệnh Long An có thêm 3 bệnh nhân, chuỗi ca Hưng Yên 7 bệnh nhân, chuỗi ca Lào Cai 4 bệnh nhân, chuỗi ca Quảng Ngãi 18 bệnh nhân. Với thực tế trên, Bộ Y tế yêu cầu ghi lại hành trình vận chuyển. Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, nhiều xe tải, xe container kẹt hàng dài tại chốt kiểm dịch Dốc Sỏi, điểm đầu thành phố Quảng Ngãi. Tài xế phàn nàn, còn lực lượng chốt kiểm dịch bảo làm hết trách nhiệm. Theo chỉ đạo của tỉnh, đơn vị liên ngành tại các chốt kiểm dịch phải đưa tất cả các tài xế vào chốt kiểm dịch khai báo y tế. Xe nào vào Quảng Ngãi bỏ hàng phải test nhanh COVID-19 và sau 72 giờ có kết quả âm tính mới được vào tỉnh. Đối với xe không vào tỉnh, chỉ cần khai báo y tế, ghi lại số xe và số điện thoại là có thể đi. Tuy nhiên, nhiều tài xế đường dài kiến nghị khi xe đến chốt kiểm dịch không vào tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cần cơ quan chức năng niêm phong thùng xe để không dừng lại xuống hàng. Nếu lo lắng tài xế hoặc phụ xe xuống dọc đường thì niêm phong cửa hai bên xe. Hôm nay, thêm tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 mới được vào tỉnh này. Theo đó, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng thực hiện xét nghiệm nhanh đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch khi đi vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với người không xét nghiệm tại chỗ thì yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu 0 giờ ngày 5 tháng 7, toàn bộ người đi về đến tỉnh này từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày. Còn tỉnh Bình Phước áp dụng, người dân muốn đến Bình Phước giải quyết công việc liên quan đến sản xuất kinh doanh phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất, nếu không thì phải test nhanh với giá 200.000 đồng một test. Từ 0 giờ ngày 2 tháng 7, tạm dừng các chuyến bay chở khách Thành phố Hồ Chí Minh - Vinh. Đây là đề xuất của Cục Hàng không gửi Bộ Giao thông Vận tải. Còn các đường bay khác đến và đi từ sân bay Vinh vẫn hoạt động theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không. Các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xem xét, giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không. Trước đó, ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đến và đi tại sân bay Vinh từ 0 giờ ngày 30 tháng 6 để hạn chế giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An.
mới cập nhật liên quan đến kết quả của hai nhóm nghiên cứu, trong đó đáng chú ý với nhận định. Dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh và kết thúc vào tháng 8 năm 2021. Cụ thể, kết quả mô phỏng cho thấy dịch đã có xu hướng đạt đỉnh ở cuối tháng 6 và giảm nhẹ vào đầu tháng 7. Tiếp tục chỉ thị 10 của thành phố sẽ giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn vào tháng 8 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố xem xét các khuyến nghị của hai nhóm nghiên cứu. Đối với phân loại quận, huyện, sở, đề xuất xem xét đưa quận 1, quận 4, quận 12 vào nhóm có nguy cơ rất cao, đưa quận 7, quận 10, quận 11, quận Thủ Đức cũ vào nhóm nguy cơ cao. Thông tin chi tiết về vấn đề này đã được đề cập trên Tuổi Trẻ Online. Trong lúc nhiều ca mắc COVID-19 đang tiếp tục điều trị, hôm nay có thông tin phấn khởi về chiến sĩ công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 nặng phải đặt ECMO. Anh đã hồi phục sau 23 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Như vậy, sau 23 ngày đặt ECMO, thiết bị tiêm phổi nhân tạo, điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân PCD, 41 tuổi, là chiến sĩ thuộc đội phòng chống tội phạm Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú đã hồi phục, cai ECMO, máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Trước đó, ngày 6 tháng 6, anh D bị sốt, mệt và khó thở sau một thời gian tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định anh dương tính với COVID-19. Anh được chuyển từ Bệnh viện Công an thành phố qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh điều trị trong tình trạng tổn thương phổi tiến triển, tiên lượng xấu. Ngày 8 tháng 6, ekip bác sĩ của khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển an toàn về bệnh viện tiếp tục điều trị cho đến nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay 1 tháng 7, thành phố này sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng với hơn 1 triệu mẫu để truy tìm F0. Trong đó, thành phố Thủ Đức 600.000 mẫu, quận Bình Thạnh 460.000 mẫu và quận 3 với 150.000 mẫu. Còn tại Bình Dương, sau khi phát hiện hàng trăm ca dương tính là công nhân tại nhà máy trong khu công nghiệp, lực lượng chức năng Bình Dương đã xét nghiệm cho toàn bộ cư dân của khu nhà ở xã hội Hòa Lợi với 4.000 người. Hơn 300 giảng viên, sinh viên y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh góp sức chống dịch. Sáng ngày 1 tháng 7, chuyến bay riêng của Vietnam Airlines đã chở số nhân lực này của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch và bố trí khai thác một chuyến bay riêng để chở đoàn công tác. Đúng 7 giờ, chuyến bay VN207 đã cất cánh từ Hà Nội và hạ cánh an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 7. Trước đó, đội quân áo trắng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tình nguyện góp sức trên nhiều mặt trận chống dịch quan trọng như tại tỉnh Hải Dương vào tháng 2 năm 2021, tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021. Thông tin nóng, nhiều thí sinh và phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi cấp thẩm quyền có quyết định cuối cùng khi dịch COVID-19 còn đang căng thẳng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Học sinh lớp 12 ở thành phố sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2 đợt theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đợt 1 thi vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể dự thi đợt 1. Ngay tiếp sau đây là những hình ảnh gây choáng cho nhiều người, đặc biệt là trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mặc dù 7 giờ sáng ngày 1 tháng 7, nhà trường mới phát hồ sơ nhập học vào lớp 1, nhưng từ 20 giờ tối ngày 30 tháng 6, hàng trăm phụ huynh đã đóng chốt trước cổng trường với mong muốn mua được hồ sơ nhập học cho con em. Sự việc xảy ra tại trường phổ thông thực hành sư phạm đường Vũ Hồng Phô, khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Năm học 2021-2022, trường được giao chỉ tiêu tuyển 105 học sinh vào lớp 1 và tuyển sinh toàn thành phố Biên Hòa. Nhà trường đã có thông báo sẽ phát hồ sơ chiêu sinh vào đúng 7 giờ ngày 1 tháng 7 và nhận hồ sơ sau đó 30 phút. Tuy nhiên, từ 20 giờ tối 30 tháng 6, hàng chục phụ huynh từ các phường Long Bình Tân, An Bình, Bình Đa đã có mặt tại cổng trường xếp hàng đặt gạch trước. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, số lượng phụ huynh đến mua hồ sơ lên đến gần 300 người. Nhiều phụ huynh mệt mỏi đứng ngồi nằm cả ra mặt đất. Do số lượng quá đông, nhà trường đã điện thoại thông báo chính quyền địa phương. Chủ tịch và công an phường đã đến hỗ trợ giữ gìn trật tự, yêu cầu các phụ huynh xếp thành hai hàng, giữ khoảng cách phù hợp để phòng chống dịch. Nhà trường cũng vận động các phụ huynh về nhà nghỉ, sáng hôm sau quay lại nhưng không được.
Ngày 1 tháng 7, lãnh đạo đồn biên phòng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi xác nhận đơn vị vừa phát hiện hai thanh niên thuộc khu vực phong tỏa đường Phổ Thạnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 6, NDC, 30 tuổi, đường Phổ Thạnh cùng một người bạn đi xe máy đến chốt kiểm dịch số 3 xin ra ngoài mua thuốc cho cha. Xe bị chuyện, cha bị bệnh thận rất nặng, cần phải mua thuốc gấp nên lực lượng trực chốt kiểm dịch cho qua. Một lúc sau, xe quay lại chốt kiểm dịch chở theo một thùng giấy. Cảm thấy có điều bất thường, cán bộ đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với công an tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra không thấy thuốc chữa bệnh như C nói trước đó. Lục soát trên người C, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông nghi là ma túy cùng bơm kim tiêm. Hình ảnh thu hút chú ý cũng gây bức xúc cho nhiều người. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động không hợp tác trong công tác phòng chống dịch của một người phụ nữ. Tại điểm chốt của một vùng bị phong tỏa, một người phụ nữ dắt xe đạp liên tục đòi ra ngoài. Thậm chí cô còn cố chui xuống thanh chắn ngang để thông chốt, mặc sự can ngăn của lực lượng chức năng. Sự việc diễn ra ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Ngày 1 tháng 7, Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân đi rẫy phát hiện thi thể một người đàn ông treo trên cây điều. Tại hiện trường, ngoài xe máy và ba lô của nạn nhân, lực lượng chức năng còn phát hiện thư tuyệt mệnh với nội dung quá chán nản, quá bế tắc với cuộc sống, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người thân. Bước đầu xác định nạn nhân là ông B, 32 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại huyện Cẩm Mỹ. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Tại Đắk Lắk, đường dây số đề lớn giao dịch trên 500 tỷ đồng vừa bị phát hiện. Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng trong đường dây ghi số đề này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Người cầm đầu là Nguyễn Anh Tài, 30 tuổi, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét tại các địa điểm, công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, trên 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu, công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động được khoảng 2 năm với tổng số tiền giao dịch trên 500 tỷ đồng. Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách, nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận, sau thời gian dài đóng cửa, các nhà hàng, quán ăn bắt đầu mở cửa trở lại, nhộn nhịp đón khách trước 21 giờ. Tối ngày 30 tháng 6, đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện chốt chặn tại các tuyến đường, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người sử dụng rượu bia tại các quán ăn, quán nhậu, sau đó vẫn điều khiển phương tiện giao thông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe, xử phạt vi phạm hành chính. Chuyển sang những tin tức thế giới, không chỉ một số nơi ở Mỹ xảy ra tình trạng nắng nóng bể đầu, trong vài ngày gần đây, tại tỉnh bang British Columbia của Canada cũng xảy ra nắng nóng khủng khiếp, đã ghi nhận ít nhất 233 người chết từ ngày 25 tháng 6 tới ngày 28 tháng 6 vì nắng nóng, với nhiệt độ kỷ lục lên đến 46,6 độ C. Chính quyền British Columbia ngày 29 tháng 6 giờ địa phương cho biết số liệu trên cao hơn khoảng 100 trường hợp so với mức trung bình tính trong vòng 4 ngày liên tiếp, đồng thời cảnh báo số người chết có thể còn tăng lên. Kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu từ cuối tuần trước, cơ quan điều tra British Columbia đã ghi nhận số người chết nghi có liên quan tình trạng nhiệt độ cao đã tăng vọt. Cơ quan này đang thu thập thông tin để xác định nguyên nhân của những trường hợp tử vong trên, cũng như tìm hiểu mức độ tác động của nhiệt độ cao trong các trường hợp này. Cảnh sát Vancouver và lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada đã ghi nhận tổng cộng ít nhất 134 người đã đột tử từ ngày 25 tháng 6 tới nay tại thành phố này giữa thời tiết nắng nóng. Thông tin cập nhật tại Thái Lan, ngày 1 tháng 7, nhóm chuyên trách COVID-19 ghi nhận thêm 5.533 ca nhiễm và 57 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 264.834 và 2.080. Đây là mức tăng kỷ lục ca tử vong ngày thứ hai liên tiếp tại quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà hàng tại Bangkok cùng 5 tỉnh bị cấm phục vụ thực khách tại chỗ. Các trung tâm mua sắm phải đóng cửa trước 21 giờ. Trong khi đó, ngày 1 tháng 7, Thái Lan đã khởi động chương trình hồi sinh du lịch ở đảo Phuket, miền nam đất nước, nơi ghi nhận ca nhiễm ít hơn nhiều so với đất liền sau khi nước này ưu tiên tiêm phòng cho người dân của hòn đảo nghỉ dưỡng. Theo kế hoạch, du khách nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19 và xét nghiệm âm tính.
khi đến Phuket sẽ không cần cách ly, được tự do di chuyển quanh đảo. Sau 14 ngày, nếu không gặp vấn đề liên quan COVID-19, họ có thể đến những nơi khác ở Thái Lan. Thêm một vụ xe lao vào trạm bán xăng dầu. Theo ghi nhận, nữ tài xế khi đang ra khỏi cao tốc 99 ở Cerritos, bang California, Mỹ, chiếc ô tô bất ngờ vọt qua góc cua lao vào phía trạm xăng. Sau khi đâm gục cột bơm, lửa lập tức bùng lên dữ dội, hệ thống an toàn ở cột bơm hoạt động tốt và lửa tắt trước khi kịp lan ra xung quanh. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người phụ nữ đã bị bắt giữ. Được biết trên xe còn có hai đứa trẻ, đều là con của nữ tài xế này. May mắn là tất cả đều không bị thương. Người mẹ trẻ bị buộc tội uống rượu lái xe và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ em. Tiếp theo sau đây là một số thông tin về thời tiết. Người dân cần tiếp tục chú ý đến cảnh báo nắng nóng ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3, ngày 4 tháng 7. Còn ở Trung Bộ đến ngày 5 tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt mới có khả năng dịu dần. Riêng trong ngày 1 tháng 7 ở Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ C và có nơi trên 37 độ C. Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 đến 18 giờ. Ngoài ra, những ảnh hưởng của tia cực tím tiếp tục được cảnh báo trong hôm nay ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao là mức 9 đến mức 10 tại các thành phố. Chỉ số nguy cơ gây hại rất cao này sẽ duy trì trong 3 ngày tới. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.